Thưa quý vị, ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam ngày 19 tháng 8 năm nay, đúng vào thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh. Không lễ kỷ niệm trọng thể, không gặp gỡ chúc mừng, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ công an Đà Nẵng vào lúc này đang xông pha ở tuyến đầu chống dịch, không ngại hiểm nguy, không ngại gian khó. Từ mệnh lệnh của trái tim, những người chiến sĩ chấp nhận cả những hy sinh để đổi lấy cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đà Nẵng, những ngày thực hiện ai ở đâu thì ở đó. Phố phường vắng lặng. Đó cũng là thời điểm đại úy Nguyễn Hoàng Hà, cán bộ công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà, cùng đồng đội lên đường làm nhiệm vụ. Là những chiến sĩ công an ở điểm nóng COVID-19, tại công an phường Mân Thái đã có không ít trường hợp trở thành F1 với nguy cơ nhiễm bệnh luôn thường trực. Nhưng chưa bao giờ đó là lý do để bất kỳ ai cảm thấy lo sợ, kể cả những chiến sĩ nữ như chị Hà. Tranh thủ phút nghỉ ngơi hiếm hoi, chị gọi điện hỏi thăm sức khỏe chồng, cũng là chiến sĩ công an đang công tác tại phòng cảnh sát cơ động. Trong lần chống dịch này, hai vợ chồng chị đều trực chiến 100% ở hai đơn vị khác nhau, đứa con gửi nhà nội chăm sóc. Em nhớ mẹ không? Nhớ nhiều không? Mẹ cũng nhớ em lắm. Ban giám đốc, ban chỉ huy cho một trong hai vợ chồng ở tuyến đầu có thể về nhà với gia đình. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng trong cái thời điểm hiện nay thì ở địa bàn phường Mân Thái là một trong những địa bàn có nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Cho nên là tôi đã gọi điện về và bàn bạc với chồng tôi là tôi quyết tâm ở lại đơn vị để lo cho đơn vị trong khoảng thời gian này rất ư là phức tạp. Chồng tôi thì cũng đồng ý, hai vợ chồng đều quyết tâm là sau dịch về nhà với con. Và không chỉ có những trường hợp như gia đình chị Hà, mà còn rất nhiều đôi vợ chồng cùng mang sắc phục công an nhân dân đã gác lại những niềm riêng, sẵn sàng đăng ký làm nhiệm vụ chống dịch. Suốt cả hai năm nay, họ đã dần quen với các nhiệm vụ như đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly, các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, truy vết, điều tra dịch tễ. Mặc dù là gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà bản thân là mà đưa cao cái tinh thần là truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Nên bản thân sẽ cố gắng và hoàn thành một cái nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, bỏ lại sau lưng những cái tình cảm riêng tư, ví dụ như là gia đình, con cái, thì đó mình sẽ bỏ lại sau lưng. Chỉ trong mấy ngày gần đây, có 8 cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát COVID-19 đã dương tính với SARS-CoV-2. Càng nguy hiểm, càng phải quyết tâm, nỗ lực. Bởi lời thề sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần đến. Những chiến sĩ công an nhân dân không cho phép mình chùn bước. Công an nhân dân của chúng ta bị nhiễm, vẫn nói là hết sức là đau sốc. Cho nên là cái này thì vẫn nói là nhân dân thì người ta rất là đồng thuận thôi. Người rất ủng hộ thôi, người ta cũng cảm thấy rằng là rất là quý đối với các đồng chí cảnh sát, các đồng chí công an. Kỷ niệm ngày truyền thống công an nhân dân, công an thành phố Đà Nẵng không tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nhưng đối với mỗi chiến sĩ công an, đây là dịp nhắc nhở cán bộ chiến sĩ công an về truyền thống của lực lượng, để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn tự hào và càng phải đặt trọng trách, vai trò của mình trong cuộc chiến với COVID-19. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.